Hỏi lại nhá, Mai An đang đi đâu đấy? Theo Tata. Đi theo Tata làm gì? Dạ không biết lắm. Ồ, đi theo Tata không biết làm gì, có ăn kem không? Không. Ăn kem không Tata? Dây dây dày kìa. Dây dày. Dạ. Tại con ra đây con ngồi. Để buộc lại này, Tata giờ mua nước cho con nhá. Không. Ok. Tata vào trong cửa hàng để mua nước, con thích mua nước ở Nestle nhá.